Bất ngờ điểm chuẩn lớp 10 Thành phố Hồ Chí Minh có trường tăng 42 bậc trong bảng xếp hạng. Thống kê cho thấy xếp hạng điểm chuẩn lớp 10 các trường tại Thành phố Hồ Chí Minh năm nay có nhiều biến động, đáng kể có trường tăng hạng vượt bậc về điểm chuẩn lên tới 42 bậc, trong khi đó trường giảm hạng nhiều nhất là 21 bậc. Sáng ngày 23 tháng 8, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã công bố điểm xét tuyển vào lớp 10 công lập. Cách tính điểm xét tuyển vào lớp 10 thường là tổng điểm trung bình môn cả năm lớp 9 của môn Văn, Toán, Ngoại ngữ cộng điểm ưu tiên nếu có. Theo ghi nhận thì mức điểm chuẩn ở nguyện vọng 1 phổ biến là 19 đến 22, cao nhất là 26,3. Năm nay, trường Nguyễn Thượng Hiền tiếp tục dẫn đầu khi lấy 26,3 điểm nguyện vọng 1, tức mỗi môn xét tuyển trung bình 8,77 điểm. Top 15 gồm các trường lấy điểm chuẩn từ 24 đến dưới 26 điểm, lần lượt từ trên xuống dưới là Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân, Trung học phổ thông Gia Định, Trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai, Trung học phổ thông Trần Phú, Trung học phổ thông Mạnh Định Chi. Năm nay, tại huyện Hóc Môn, nhiều trường có điểm chuẩn cao hơn do số học sinh đông hơn, thí sinh đăng ký xét tuyển lớn. Huyện này lại giáp quận 12, Tân Bình, Bình Tân nên thu hút thêm thí sinh lân cận đăng ký xét tuyển. 15 trường lấy điểm chuẩn từ 15 đến 18 tập trung ở các huyện Nhà Bè, Bình Chánh, Củ Chi, Cần Giờ. Trong đó 3 trường ở huyện Cần Giờ có điểm thấp nhất gồm Bình Khánh 16 điểm, An Nghĩa và Trung học cơ sở, Trung học phổ thông Cần Thạnh cùng 15 điểm. Các trường này đóng ở vùng dân cư thưa, điều kiện kinh doanh, kinh tế khó khăn, số học sinh ít nên tỷ lệ chọi vào lớp 10 thường dưới 1. Với cách tính điểm mới thì thứ hạng của các trường cũng có nhiều sự thay đổi. Đáng chú ý là điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông Củ Chi tăng 42 bậc so với năm 2020. Trong khi đó thì điểm chuẩn vào trường Trung học phổ thông Phan Đăng Lưu giảm mạnh nhất với 21 bậc. Theo thông báo thì thí sinh đăng ký nhập học trực tuyến từ ngày 24 tháng 8 đến 16 giờ 30 phút ngày 27 tháng 8 theo hướng dẫn của trường Trung học phổ thông. Các em chuẩn bị một bản scan, ảnh chụp, phiếu báo điểm xét tuyển lớp 10 Trung học phổ thông. Các loại hồ sơ bản chính sẽ nộp bổ sung trực tiếp khi có thông báo. Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu thí sinh không được đổi nguyện vọng sau khi đã công bố kết quả tuyển sinh. Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các quận, huyện, thành phố Thủ Đức, các trường Trung học phổ thông sẽ không nhận đơn đề xuất thay đổi nguyện vọng. Năm nay Thành phố Hồ Chí Minh có 83.300 thí sinh đăng ký tuyển sinh vào lớp 10 công lập, tổng chỉ tiêu là 67.000. Do dịch Covid-19, kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 Trung học phổ thông công lập bị hủy, Thành phố Hồ Chí Minh chuyển sang xét tuyển bằng điểm học bạ.